anh em xem nhá. Lại đây Trường. Em test thử máy cho anh em xem nhá. Đường hạ cơ bản là 3 mét. Hộp số tự động nhá. Em quay gần đây. Hộp số tự động tiến lùi nhá. Chân phanh này. Vừa côn vừa phanh luôn. Ga tiến lùi. Con này thì có hai cơ cần cơ bản thôi, nâng hạ và nghiêng khung thôi. Anh em cần lắp thêm option nào thì bên em sẽ lắp thêm và tính thêm tiền. Em test thử em nâng hạ cái con xe xúc lật kia nhá. Máy xin chai rất là khỏe nhá. Con máy này là bố không? Hả? Đối lên. Con máy này là tự trọng là hơn 5 tấn nhé. Hơn 5 tấn của máy nhá. Phải 5 tấn rưỡi. Còn xe 3 tấn đâu thoải mái. Nâng không cần cần ga luôn nhá. Rất là khỏe nhá. Rất là khỏe nhá. Liên hệ ngay số hotline của em Sơn nhá, 0868481555. Bãi em trên mặt đường quốc lộ 5, ngay ngã tư phố núi A Văn Lâm Hưng Yên. Xin chào anh em nhá.